À, hello hai em. Anh hỏi hai em một chút được không? Dạ vâng ạ. Hai em người ở đây à? Vâng, bọn em người ở đây ạ. Cho anh hỏi là đường đi lên thành phố. Đi thẳng anh ơi, chắc tầm 3-4 cây nữa là đến đấy ạ. 3-4 cây? Vâng ạ. Có rẽ phải, rẽ trái gì không? Không anh ạ, cứ đi thẳng thôi. À, anh cảm ơn hai em nhé. Dạ vâng. Anh xin hai em khá xinh nhỉ? anh xin tự giới thiệu, anh Phạm Việt Anh. Bắt tay em cái đó. Tay chạm tay, môi chạm môi phạm tay, môi chạm môi phần dưới ta chạm vào nhau, hơi thở trong từng điều nhạc, anh ơi xin hãy cứ làm em đau. Bàn tay em chạm vào đầu em, làm tim anh như loạn nhịp, cơ thể em như căng mọc, em dần anh hứng, em là em nhấp từng nhịp. Này các cháu. Tên gì? Em tên là My Anh ạ. My à, còn em? Em tên là Áo ạ. Tự nhiên đi gặp hai em. Mọi người biết Phạm Nhật Vượng không? Dạ em biết ạ. Là ai? Là tỷ phú số 1 Việt Nam ạ. Đúng rồi. Em biết mấy tập đoàn Vingroup không? Xe Vinmark các thứ không? Em biết ạ. Đấy. Thì thực ra là anh là con của bố Vượng. Phép chị. Anh bảo thật đấy. Anh bảo thật đấy. Bố quạt họ. Em không tin à? Không ạ. Nhưng mà anh hỏi hai em cái này nhá. Hai em sinh như này thì có người yêu chưa? Đã có rồi ạ. Có rồi à? Vâng ạ. Em có chưa? Em có rồi ạ. Tiếc nhỉ. Em có người yêu hết rồi à? Vâng, em có rồi ạ. Thực sự là anh nói anh con bố Vượng, các em không tin à? Không ạ. Tại vì anh nói là thì thực ra là bố anh kiểu là không bao giờ muốn là bọn anh lên báo ấy, không muốn mẹ con anh xuất hiện trên báo, kiểu là sợ phức tạp ấy. Đấy là anh không bao giờ xuất hiện, nên chắc em cũng không biết về anh. Đấy, anh là con út. Đấy thì anh nói một chuyện này thì em đừng cười anh nhé. Anh nói gì ạ? Thì thực ra là ông già anh là một người rất là khó tính ấy, mà bắt anh là cuối năm nay là phải cưới bằng được một cô vợ. Đấy thì không biết là một trong hai em có thể làm người yêu của anh được không? Thôi anh ạ, bọn em có người yêu rồi. Người yêu rồi à? Thì có người yêu rồi nhưng mà đã là vợ chồng thôi mà, ấy sợ gì? Hả? Chưa là vợ chồng thì vẫn có thể có thêm người yêu mà. Hả? Là anh nghĩ nếu mà xinh đẹp như hai em thì phải có tầm hai người yêu trở lên. Hai người yêu trở lên. Ôi một thôi là đủ rồi anh ạ. Một là đủ. Thì mình có thể nói chuyện nhau, nếu mà anh cảm giác mà nếu mà thấy hợp ấy, mà xác định mà cưới anh ấy, nếu mà em chỉ cần đẻ cho anh một đứa con thì bố anh cho phát 10 tỷ luôn. Nhà anh không thiếu gì về tiền. Hả? À, em không yêu rồi. Mày yêu à? Không, không yêu rồi. Sao xin bọn em cứ gầy gầy như kiểu này. Như kiểu không tin anh đúng không? Tin chứ. Tin tên nếu là được. Hai em chờ anh một chút nhá. Hai em ơi. Anh có cái này cho hai em xem này. Đây là 1 tỷ. Đây này, tiền thật đấy. Ôi, nhiều tiền thế, cả đồ em chưa thấy. Cả đồ em chưa thấy. Ôi, thế tiền nhiều như này. Tiền như thế này đấy. Đây mới là 1 tỷ thôi. Thì thực ra là bố anh hôm qua cho anh 10 tỷ cơ. Nhưng mà hôm nay anh đi chơi hết rồi còn 1 tỷ rồi. Đấy thì anh nói luôn, nếu mà để mà các em mà đồng ý làm người yêu anh mà làm vợ anh thì các em không phải nghĩ về tiền luôn. Đấy. Thật sự là như thế. Anh thực sự nghiêm túc. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Nhà anh có gì mà tiền đâu. Đấy. Mấy chục nghìn tỷ của anh. Thế hai ông ca sinh thì không biết là bây giờ anh để mà chọn hai người thì anh rất là khó, không biết chọn ai ấy. Thì chắc chắn anh chỉ được chọn một người thôi.
Anh cho bọn em hội ý một tí nhá. Ra đây cho hai bọn em hội ý với nhau à? Vâng ạ. Ok. A few moments later. Đi về trước đi. Anh ơi. Hả? Em chưa có người yêu anh, con này nó có người yêu rồi đấy. Anh ơi, nó là yêu anh nên nó có người yêu rồi đấy à? Anh ơi, hôm trước mày là ngủ với thằng Hồng cơ mà. Bây giờ mẹ kêu mày không có mày người yêu à? Mày béo thì tao. Thôi đi, bỏ tay ra. Anh ơi, nó có người yêu, anh đừng tin nó. Chị em thế nào? Hai em cứ bình tĩnh cho nào. Nó có người yêu rồi anh ạ. Anh ơi, nó có người yêu rồi, anh đừng tin nó. Em chưa có người yêu, anh có người yêu. Từ hai em cứ bình tĩnh nói chuyện thì mọi người cứ thống nhất với nhau đi. Bây giờ anh khó xử lắm. Em thế nào, chơi với nhau mấy năm mà bây giờ chỉ vì này mà lại thế mày cũng khác béo thì tao. Bạn bè chị em thân với nhau thì bây giờ thống nhất với nhau như nào đi. Anh ơi, nhưng mà nó chỉ có yêu thôi mà. Em thì mọi người nói chuyện với nhau thống nhất đi. Bây giờ anh rất là khó xử ấy. Không được cơ hả? Sao mày khác béo thì tao? Sao bây giờ mày chị em với nhau thế à? Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Có người yêu rồi anh ạ, anh đừng tin nó. Có người yêu rồi anh ạ. Thì bây giờ để mà anh rất có. Thì bây giờ hai người nói chuyện với nhau thống nhất thì anh chắc chỉ được một người đấy. Nhưng mà nhưng mà nếu mà anh phải tin em chứ. Tại vì nó có người yêu rồi anh ạ. Yêu rồi thì hôm trước nó còn ngủ mấy thằng cơ ấy. Đây bây giờ nhá, bây giờ hai người thống nhất với nhau anh chắc chỉ được một người thôi. Đấy. Thì bây giờ em cất tiền chờ anh một tí nhá. Khát nước quá. Lừa rồi.